Không, bình thường. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây anh em đang đi công tác tại bản Lậm Cười. Vâng, anh Mạnh đang làm một cái chảo mì tôm. Vâng, siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, mì tôm. Mì tôm trộn mà anh ấy ăn như kiểu là mì tôm úp bình thường ấy. Một rổ rau nữa. Rất là nhiều. Ấy, một rổ rau vào nữa là thành nồi cắm nữa. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Vâng, rất chi là siêu. Ôi trời ơi. Cái này thì nữa. Ôi trời ơi, anh Mào Quang. Anh ấy đang có một cái bát mì tôm Omachi siêu to khổng lồ. Cũng không đến mức siêu to khổng lồ nhưng mà nhiều rau vãi. Vâng. Văn Hiệp thì ăn như thế này thôi các bạn ạ. Đấy, rất chi là đơn giản. Ô nghịch kinh, mình không ăn kinh thế đâu. Ôi. Đúng rồi. Nào. Thêm nước đi bạn ơi, nồi cám này hơi ít nước rồi. Cho thêm nước bạn ơi. Cô giáo Tuyết đâu rồi? Sao mà ở đây cô giáo ít nước thế? Đây là những nồi cám siêu to khổng lồ. Đây công trình mấy anh em đang thi công rất chi là vớ vẩn. Rất là xa.